Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Vào ngày 10 tháng 6 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 2 triệu token có ký hiệu là ABX nè các bạn. Thì bạn nào có làm chương trình airdrop này thì cần click phần link mô tả dưới video mình để check coi mình có nhận được airdrop nó không các bạn. Rồi thì tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình, các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain trước kia các bạn đã khai báo trên bot nha các bạn. Rồi các bạn bắt được đây các bạn. Rồi các bạn bấm vào inbox nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 5 tỷ 550.000 token ABX này các bạn. Rồi thì con này sau này nó có thông tin claim hay là nó tự động nó phân phối gì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cập nhật tiếp theo cho các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.